Ngoài Chúa, không có Chúa nào khác chăm sóc mọi sự. Ngõ hầu minh chứng rằng Chúa không đoán xét bất công. Vì chưng sức mạnh của Chúa là nguồn gốc sự công minh, và vì Người là Chúa mọi sự nên tỏ ra khoan dung với mọi người. Chúa chỉ tỏ sức mạnh Chúa ra khi có kẻ không tin vào uy quyền của Chúa, và chỉ hạ kẻ kiêu căng không nhìn biết Người. Vì là sức mạnh nên Chúa xét xử hiền lành. Chúa thống trị chúng ta với đầy lòng khoan dung. Vì khi Chúa muốn, mọi quyền hành tuân lệnh Người. Khi hành động như thế, Người dạy dỗ dân Người rằng người công chính phải ăn ở nhân đạo, và người làm con cái Người đầy hy vọng rằng Người ban cho kẻ tội lỗi ơn ăn năn sám hối. Đó là lời Chúa. Đáp ca xin thưa: lạy Chúa, Chúa nhân hậu và khoan dung. Lạy Chúa, Chúa nhân hậu và khoan dung. Lạy Chúa, vì Chúa nhân hậu và khoan dung, giàu lượng từ bi với những ai yêu cầu kêu cầu Chúa. Lạy Chúa, xin nghe lời con khẩn nguyện và quan tâm đến tiếng con nài con. Lạy Chúa, Chúa nhân hậu và khoan dung. Các dân tộc mà Chúa tạo thành, họ sẽ tới lạy Chúa, họ sẽ thờ lạy Ngài, và họ sẽ ca tụng danh Ngài. Vì Ngài cao cả và làm những điều kỳ diệu. Duy một mình Ngài là Thiên Chúa. Lạy Chúa, Chúa nhân hậu và khoan dung. Nhưng lạy Chúa, Ngài là Thiên Chúa từ bi, nhân hậu, chậm bất bình, rất mực khoan dung và thu tin. Xin đoái nhìn đến con và xót thương con. Lạy Chúa, Chúa nhân hậu và khoan dung. Bài trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, có Thánh Thần nâng đỡ sự yếu hèn của chúng ta, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho xứng hợp, nhưng chính Thánh Thần cầu xin cho chúng ta bằng những tiếng than khôn tả mà đấng thấu suốt tâm hồn, thì biết điều Thánh Thần ước muốn. Bởi vì Thánh Thần cầu xin cho các thánh thánh theo ý Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.